đây gọi là xay lắc đấy. Mà riêng chứ có thích canh dê các bác ạ. Mình càng lắc nhiều là càng đỏ biết cho bác nhé. Cái này kinh nghiệm đấy. Đây là kia. Cảm ơn em. Vâng. Hai cái này rồi cái lại chất rồi đĩa đấy. Kia phải đấy, thợ cũng là thợ khác, kia rất trình độ, không lệch kia một giọt này. Xin chào các bạn nhá. Vâng, và hôm nay chúng em rất vui và vinh dự các bác ạ, lại được đón bác chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban thằng chơi. Hôm nay chúng em thì Tết nhất thì ăn gà que lấu rất nhiều rồi. Thì hôm nay em muốn đổi món một tí các bác ạ. Hôm nay muốn dê. Dê lấu. Vâng, là vào hôm nay là món chủ đạo là dê và là lấu dê, và quan trọng nhất là vẫn là cái món tiết canh dê các bác ạ. Đúng rồi bà con ạ. Thế nếu mà bà chủ đạo làm hai món đấy thì bà cần có cần nói thì bà đi ở mua dê một tiết canh dê nhé. Còn rồi thì tôi chỉ đi cho chậm mua rau là nhanh thôi. Rồi cái món quan trọng nhất là giao cho bà. Rồi. Thế bây giờ mình cũng đi nhé. Vâng. Cùng mời bà con các bạn cùng đi mua đồ nhắm cho em nhé. Vâng, và sau 30 phút các bác ạ, vật lộn ngoài đường. Chúng em đã chuẩn bị được xong nguyên vật liệu ở đây. Thực phẩm để các bác này. Đây là thịt dê chúng em làm nấu này. Ngon đi. Bà cho tôi mua cái chuẩn nào. Chuẩn quan trọng thứ nhất cái này. Cần lấy tiết được mà có nắm cái này cứ một hôm nay bà làm sao này. Ôi trời. Có thế này ngọt ngọt mua được chứ. Mà thì có đâu. Ừ. Người chồng biết vào, người chồng biết ra đi bạn. Tranh nhau nữa. Tranh nhau ấy. Tôi hàng này dễ mua, bạn cứ có tiền ra chợ mua nữa. Tôi chắc đầy đủ mọi thứ rồi. Nhớ còn thiếu gì tí mình bổ sung thêm. Đây bạn kéo mua nhỉ. Còn xám thì gừng ở vườn có rồi. Nhá. Bây giờ mình cùng chế biến nhé. Rồi. Các bác ơi, cùng chế biến với đi hai bà lão nhé. Các bác ơi, riêng cái xương vẻ thì mình để nguyên bản này, xong mình cho vào đinh để lấy nước đây, làm nước lấu. Đổ thêm nước rồi. Cần qua nước sôi thì cho nó phải giữ không? Phải giữ thì mỏng không? Không các bạn được phải nhanh. Đi chủ tịch, phó chủ tịch rồi. Các phu nhân sang rồi lại. Rồi đây. Chả các bác hôm nay chủ tịch, phó chủ tịch. Phó chủ tịch sang. Không hấp thứ đêm nhưng bạn không ngủ được đâu. Không ngủ được. Ừ. Tôi ngồi thì cả ngày hôm qua đến nay. Đấy. Làm sao tiếp đón đoàn cho nó. Có ngày mình có này. Gà ăn ngô đây. Mèo lạ các tươi này dê. Anh ấy ra một lát. Con sao vào đây đó. Sang bên này đâu. Mấy năm rồi đấy. Tính ra phải làm con. Thế này nấy. Vâng. Này gần con. Lần sau chú canh nhận lại là để chín câu ăn này ấy. Nhận nốt kim cương là mình làm khoảng 20 mâm anh ạ. Không làm bên. Cô ăn để rồi tí rồi còn sách về. Hai chục mâm đây nhé. Đây là anh em có ăn, còn đâu lấy. Đây này nhặt dâu cần nước đá. Đây là tổ dân vũ đây. Giới thiệu với các bác đây là tổ dân vũ của Đông Bình. À, Đồng Tiến, đúng rồi. Của thôn Đồng Tiến. À, xóm Đồng Tiến. Đúng. Đây mình phải chịu khó. Đúng chất quê. Chứ còn nếu mà chuẩn chưa? Quá dê đây này. Quá dính tay cho bác này. Đấy, dính này. Dính, dính vào nó. Rất là chuẩn nha. Không mấy khi mà các bác từ bên bên Tứ Kỳ mà sang bên Ninh Giang nữa mà các bạn ạ. Tứ Kỳ. Nay là phó ban, trưởng ban đều là sắm trưởng ban, phó ban là còn phu nhân nữa. Phu nhân. Một... Đấy. Nay là sang đi gọi là chung vui hết. Vui hạnh phúc gì à? Đón phái đoàn. Vâng, cái món mình đã để với món thịt dê đây. Để nấu rồi thay mỏng vào cái này nhé. Đâu có ăn đâu, đã ăn đâu. Em thấy xong rồi đây. Em ướp một chút gia vị cho bác nhé.
gia vị cho cái món lẩu dê thì đơn giản thôi, chỉ có gừng này, chúng em thái nhỏ rồi đây. Một chút bột ngọt này. Và một chút tương bần nữa các bác nhá. Còn xả thì tí nữa em mới đập cả miếng em cho vào thôi. Ướp được khoảng 15 phút thôi bác ạ. Ngấm gia vị tí mình nhúng lẩu sẽ ngon. Mới có thể lại cho đều một đã thơm lắm các bác ạ. Ý là mình làm hai mâm thì mình cho một mâm hai đĩa thôi. Quá đều, quá đẹp. Thì chín quá nó cũng nhún cũng ngon. Đây là nhân tiết canh nhé bác. Cả con dê đã chỉ quý hóa muốn cái chất tiết canh. Bên nhà hàng nhé. Cái nhà đâu? Bạn ơi đây là cái món xương ấy nhé các bạn nhé. Xương em bỏ lên cái nước này làm nước dùng này, nước lấu này. Đã xương dê nhá, xương là lợn. Nguyên cái đầu dê này. Hai cái táng của nó này. Rất là thơm. Em lại kiếm lại cái đúng mùi tàu các bác này. Để cho một cái tí thịt canh nó mới thơm này. Phận hậu cần nữa đây này các bác này. Hôm nay sinh đáo để. Bác Khải này là bao giờ cũng chỉ đạo về món tiết canh. Gia vị của tiết canh này. Ngó này, hành nướng này, gừng nướng này. Thế canh dê nó lại những cái thứ này mình cười. Đây là cái người Thái nữa kìa. Thái thì phải đứng nghiêng 35 độ. Thái thì hai chị em vừa Thái vừa tạo dáng thôi chứ này. Cái đấy ăn nước cho mình chính chứ không biết nhỉ. Nhiều chứ nhỉ? Ngoài quán 20.000 một bát chút xíu thôi. Mà nhân chất thì tự nhân này. Nước chấm là nước chấm thần thánh rồi. Không được 2 rưỡi. Hả? Không được 2 rưỡi. Không đông thì sao? Đông trăm. Chỉ có hai nghệ nhân thiết canh. Em chỉ là phụ thôi. Tự biết cái canh bao giờ đâu. Hôm nay học món bát này đi. Em là chính thôi. Giờ bác em là phụ. Đã không nhìn sóng ngang
cho cái ngô vào cái cho ấy trước. Sao không ngô này không cho vào xong nấu nguyên nước mắm vào đây thôi. À thế thì giờ cho nó cũng được. Để cho vào đi cái không biết. Đấy, xong ở ngoài kia cô hộ tôi các, à, chị hộ các. Nhưng mà đặc biệt cái tiết canh dê này nó cứ đông 100% đấy. Nước ở ngoài ngoài vườn đấy. Giá mà cái ổ dây điện ở trong này bác cờ trong hầm cầm ổ dây điện. Cái này vào không? Ừ. Ô, thế một phát nó cứ được 2 bát nhỉ? Quan trọng là mình chăm nó chậm nhỉ. Để cô thở anh đang cảm thấy đánh nhìn thấy. Ừ. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì? Mình đánh ai bác cái tươi bình pha này nhỉ. Mình cứ tính thử bác mà nó ra. Ai có thể đánh kia đâu. Giới thiệu với các bác đây là hai nghệ nhân về mượn từ xe. Cộng hòa Séc và đánh chiếc canh này. Nhưng mà chuyên chỉ có đi đánh chiếc canh thôi. Bắt đầu nghề cái canh này 35 đấy anh ơi. 35 năm. Vâng. Em định gần rồi. Trước là toàn đi câu tục số. Chị em ngồi ngoài bấm đấy hả? Không, ngồi đâu được. Chị em ngồi ngoài bấm đấy. Vâng. Cái này rồi mình cứ lại trước một đĩa rồi đấy. Thợ cũng là thợ khác khe rất trình độ không lệch đi đâu một giọt này. Ngon ngọt đến giọt cuối cùng đấy. Được rồi. Vâng, mà mâm cơm hôm nay mấy em nó hoàn thành xong rồi ấy. Hôm nay là đón chủ tịch này, phó chủ tịch, phó ban và tất cả mấy em phu nhân ở bên Tứ Kỳ sang bên Ninh Giang. Bây giờ mâm cỗ làm xong rồi. Bây giờ xin mời bà con các bạn cùng cũng xin chụp nhạc với mấy em nhá. Rồi em đây nâng này. Đây là ba phụ nhân này. Cái đũa bát chưa nhỉ? Đây cái
Đâu chén đấy là đúng rồi Trang đi. Cơ bản vào với anh thì chào là anh nhưng cho mình lại có câu chuyện sinh năm 67 thì cái thằng nó chặt bơm nhưng mình có nên may anh có cửa nó chưa đi ngủ đi nha. Đi ngủ đi. Ăn xong lên tầng người ta kéo đi ngủ đi. Đấu lên sang bên đây gần đây. Hết luôn nhá. Vâng. Mà bà Thúy còn những lần rượu thuốc đấy là lành mặc áo ba lỗ thì biết đấy, lỗi cần đi đi kìa. Đâu thế này. Còn quét nước. Đấy, thì tiếp nổi hết đi kìa. Hết, em hết đi. Anh muốn cho anh 5 vô 3 bài. Đấy, chứ cái chơi đó nhá, đây là chứ cái chơi là chứ à. Đấy, chứ cái chơi là chứ à. Đâu không biết rồi. Đấy, chứ cái chơi là 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 chứ cái ăn uống nhà rất là vui, tiếp này thì bây giờ chúng ta sang cái này, chúng ta rất kinh ngạc đây, đẹp và đẹp cảnh đây. Ông khá đúng rồi, hưng rất thế này. Hai chú cháu, hai chú cháu nhé, hết nhái hết luôn. Tôi cứ bảo anh gọi là anh luôn nhé, cho em ạ. Thôi đâu có cháu. À. Đây cháu rùa anh hả? Còn đang mau cáo anh nha, cứ bình tĩnh. Cứ ở ngoài đường thì anh em thôi, chứ ở trong gia đình thì... Đừng là ăn ở đây thôi, tí ra đường này gọi anh thôi. Nếu mà vào chỗ tí ăn cơm xong mà sang nhà nghỉ này gọi anh thôi, thế thôi. Anh là gì vậy? Như anh bắt chanh chưa? Đúng rồi, bắt chanh rồi. Đúng rồi, bắt chanh rồi. Bác Khải đánh. Bác Khải đánh vào bà Thúy phụ họa thôi. Vì lắc. Vì lắc điếc. Đúng rồi. Nếu mà tuần một lần thì tuần hai lần.
Chiếc cái này là trước anh cứ sang tháng hay sang lần không? À đúng rồi. Có điều kiện.